Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Hà Nội hôm nay mưa một phát mát rời lắm các bác ạ. Đúng ngày cuối tuần luôn, phù hợp để cho các bác đạp xe vi vu, cà phê, cà pháo. Thì hòa chung không khí của ngày cuối tuần thì sáng nay bên em lại về được một chiếc lướt. Anh khách anh ấy mới lên lốp chọc xong. Hôm trước mới lấy xe về cái ô lốp zin nó đi nó nặng quá. Thì sang thay lốp chọc. Chắc thay cách đây hôm là thứ năm vừa rồi thứ năm vừa rồi mới thay, hôm nay là thứ bảy, thứ năm thứ bảy sáu ba hôm các bác thì lại sang đổi sang còn con xe đắt tiền hơn đó, cái kiểu như vậy đấy. Anh em chơi trách rất hay bị mắc cái tình trạng như thế, đó chính là mình cứ lên cái con xe tài chính cao hơn nữa đó, cứ lên nâng cấp thôi. Được cái là bên shop thì hỗ trợ các bác nâng cấp hết, tức là sẽ hỗ trợ cho các bác thu lại xe zin và nâng cấp để làm sao để các bác có thể chơi xe cho nó một cách nó dễ dàng nhất. Đó, con này thì con check Magnin 7 màu xanh đỏ, có nâng cấp lốp chọc Continental này. Đó, cặp lốp này thì các bác đi phố hoặc là các bác muốn trở thành cái xe của mình nó trở thành một cái dòng xe đua sport chẳng hạn. Đây nhá các bác nhá. Tại vì dòng đua sport thì nó cũng chỉ có khác một cái là nó lốp nhỏ và phuộc của nó là phuộc đơ, thì mình sử dụng cái phuộc nhún này mình cũng có thể khóa mở nó thành phuộc đơ rồi, nó rất là đơn giản thôi, không có gì khó cả. Thì xe ML thì cao từ 1m72 đổ lên nha các bác nhé. Về cảm quan của em thì là con xe này thì là không có xước các bác, không có xước chỗ nào cả. Bên em vẫn sẽ hỗ trợ các bác nhập xe lại với cái giá tốt nhất để làm sao các bác có thể chơi được xe mới. Tất nhiên là khi mà các bác mua một chiếc xe dắt ra cửa hàng và mang lại bán ra cửa hàng thì tất nhiên là sẽ bị trừ phần trăm các bác ạ. Nó sẽ bị trừ phần trăm, nhưng nó sẽ tùy theo tình hình lúc đấy. Ví dụ như các bác đổi sang xe mới thì làm sao để giữa cái xe mới và cái xe bác dùng rồi nó hài hòa nhau, lợi nhuận của hai con nó cắt cho nhau để nhập được cái xe của các bác tốt nhất. Đó, còn nếu mà các bác bán thẳng thì nó sẽ lại là một giá khác. Nhưng làm sao, nói chung là làm sao để cái xe mà khách mua bên em nhập lại làm sao để nó giá tốt nhất có thể. Đó. Thì con này size ML nhá, đi sơn lược qua một chút thì con này sử dụng phanh Shimano MT200, phuộc xúc xốc Judy này. Có khóa vai các bác nhá, khóa mở vai, khóa cứng mở vai ở đây. Đó. Cùi đề Shimano DOJ M5001, níp 4001 này. Xích KMC YBN gì đấy, cái KMC. Bộ giò, nói chung là cấu hình zin hết của hãng, trừ có đôi lốp thôi. Đôi lốp mà đã được thay sang lốp chọc rồi. Đó, xe thì là không có vết xước, chỉ có bụi thôi. Đây, chỉ có bụi thôi các bác ạ. Đó, chỉ có bụi thôi. Đó. Con này thì em còn chưa cầm nau cơ. Tại vì nó rất là mới. Tại vì những khách mà mua xe của bên em rồi thì em biết được là cái nguồn gốc, cái thời gian người ta mua và đi được nhiều hay chưa thì em biết, em nắm được hết mà. Đó. Thì con này giá của nó bao nhiêu? Cặp lốp này, cặp lốp chọc Continental này giá của nó khi mà các bác thay ấy, thì nó là 1,6 triệu nhé các bác nhá. Nếu mà các bác nào ưng cái kiểu lốp lên kiểu lốp như này để cho nó trơn tru, đạp cho nó lướt thì có thể tham khảo cái cặp lốp này. Thì có thể tham khảo cặp lốp này nhá. Đó, cặp lốp này sẽ giúp cho chúng ta đạp nó trơn tru lướt lát hơn trên trên mặt phố. Đó. Tuy nhiên thì là leo dốc kiểu bay rừng thì nó sẽ không được tốt, tại vì cái độ bám đường của nó không cao, nó không có gai các bác ạ. Đó, nhưng mà nếu mà các bác đạp phố với cặp lốp này thì nó rất là lướt luôn, đạp cực kỳ thích. Em đã đạp lốp này rất là nhiều rồi. Đó. Thì cặp lốp này là 1,6 triệu. Đó thì xe cộng thêm lốp 1,6 triệu thì nó cũng tương đối khá. Thì có mua một chiếc xe lướt như mới như này thì tiết kiệm được khá nhiều. Thì con này là 16,2 triệu nhé các bác nhé, 16,2 triệu. Đấy, các bác nào có nhu cầu có thể liên hệ cho bên hẻm xe OB, số điện thoại là 0705678567 các bác nhé. Rồi, em xin kết thúc video tại đây.